Thọ, quận Gò Vấp. Đây là phường 17, đường Lê Đức Thọ của quận Gò Vấp. Mà chúng ta sẽ thưởng thức món heo mòi nướng giả cầy, một xiên chỉ có 25 ngàn. Món rất là ngon tại số 344 phường 17 quận Gò Vấp. Bạn sẽ thấy cận cảnh rất là thơm, đứng ở đây cái mùi nó xộc lên mũi, khó là cưỡng lại được. Món này ăn cùng với cơm thì rất là tuyệt, hoặc là nhậu thì kèm tuyệt hơn nữa. Xiên vào những cái xiên inox được rửa sạch để mà bỏ lên bếp than hồng. Đây là bà chị của cái quầy heo mòi nướng giả cầy đây các bạn. Rất là nhiều. Đây là heo mòi được chặt cắt ra và ướp sẵn gia vị. Chị ơi, đây là mình mà ướp chủ yếu là gia vị gì chị? Riềng xả rồi bột nêm, bột ngọt, đường, bột ăn. Heo này thì nó nguồn gốc ở đâu chị ha? Heo là heo của mấy người đồng bào ở trên những vùng cao như của Bình Thuận à. Heo mòi tức là heo thường á phải không chị ha? Không phải heo thường mà nó là heo mòi của người tộc ngày xưa, người ta nuôi người ta gọi là heo mòi. Dạ. Yeah. Rồi. Thì đang dùng bao tay thì lấy những cái miếng heo được sắc là tưởng tẩm gia vị sẵn rồi, để cho vào những cái xiên inox rửa sạch và gác lên cái bếp đun than hồng để tạo ra một cái món heo mòi nướng giả cầy rất là thơm ngon và rất là đặc biệt. Tại đây thì giá 25 ngàn một xiên thôi. Là có bàn nhỏ được gì đường gia vị nào, riều, xả, ớt nè, hoặc là rau quế, hoặc là lá mơ được cuốn với thịt, và cái món này sẽ được ăn với rau đi kèm và những cái mắm tôm được pha cùng với ớt và xả nữa. Đây là cái quầy heo mòi nướng giả cầy rất thơm ngon, rất là nổi tiếng tại số 344 phường 17 quận Gò Vấp. Chị ơi, một cái xiên nướng như thế này thì khoảng là bao giá bao nhiêu tiền? 25 ngàn một xiên. Dạ. Thường thường là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Từ 3:30 đến 9 giờ tối. 3:30 chiều đến 9 giờ tối. Dạ. Một ngày thường thường là chị bán được khoảng bao nhiêu cân ạ? Tùy, cũng 3-40 cân cũng có. Dạ. 2 cân
đang cho em hỏi là chị bán có một mình hay là có ai phụ không ạ? Có chồng chị. Dạ. Là mình bán từ 3 giờ rưỡi chiều tới 9 giờ đêm. Là bán được 2 năm rồi đó. Thì món này thì mình ăn kèm với gì chị ha? Nước chấm là gì chị? Mắm tôm. Mắm tôm với lại ớt rau với sả. Các loại rau thơm. Và những cái rau thơm và mắm tôm, nhiều xả ớt về cho khách. Thì món này thường được ăn với lại kèm với lại thì xả cay. Cái xiên thịt chính như thế này sẽ được bỏ vào trong và những cái xiên đang nướng sẽ ăn liền. Và đây này là những cái xiên để mà làm cho khô thịt sẽ ngon hơn. Đây thì dùng cái kẹp để cắt thịt ra. Cô cho hỏi cô mà hay mua ở đây không? Hay mua. Cô thấy món heo mỏi nướng da cầy của chị Trang như thế nào ạ? Cô mua về nhậu hay là ăn á? Ăn cơm. Ăn với cơm mà cô. Dạ. Cô thấy giá ở đây như thế nào ạ? Bình dân là rẻ em. Dạ, bình dân 25.000 là rẻ cô ạ. Ở đây có luôn số điện thoại để đặt hàng. 0966 516 657. Nếu bạn muốn tới để mang về liền thì chị Trang và chồng sẽ chuẩn bị sẵn. Các bạn có thể gọi được vào số 0966 5166 57 của chị Trang và chồng. Xiên thịt vào để nướng thêm vì khách mới mua hết 6 xiên rồi. Đó. Các bạn có thể thấy mọi công tác ướp thịt và chuẩn bị được chị sẵn sàng từ lúc chiều tại nhà và mang lên đây thôi. Thường thường nướng than hồng là ngon nhất.